Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn anh em cái màu cúc họa mi. Đó, cúc họa mi mà chụp khi chụp nó bị cháy nắng quá nhiều, anh em không biết làm cái màu gì. Đây, anh em hãy làm cái màu này cho mình. Rồi, ở đây mình có đăng cái bộ này lên Facebook thì anh em bảo thích màu này, bảo làm video hướng dẫn đi. Ok, hôm nay cũng rảnh. Ở đây thì mình có những tấm ảnh đã làm xong rồi này. Ninh Phạm, đây là bạn Ninh Phạm nhé, sinh gái. Đó, nó con gái mặc kiểu này đi chụp cô mì bánh cuốn thật sự anh em ạ, bánh cuốn dã man. Đó, đấy, đây là cái lầu, màu này nó kiểu giống cháo lòng. Ok nhé, hôm nay mình sẽ vào cái video nhé. Rồi, như mọi khi thì startup mình vẫn để dưới phần mô tả anh em nhé, anh em tải về phòng. Ở đây thì mình để 6 startup thôi, nhẹ nhàng cho anh em nhé. Ok, tấm này mình kéo này, mình sẽ reset màu đi này. Rồi, camera default này. Rồi, ở đây anh em có thể thấy là cái tấm hình của mình nó đang hơi cháy sáng này. Đó, cháy sáng rất nhiều này. Đó, thấy không, thấy không? Rồi, cái hướng Nam thì mình sẽ giảm highlight đi và giảm cái màu xanh của lá cây cho nó về màu vàng úa. Đó, người ta trừ màu xanh, trừ màu vàng. Rồi, ở đây thì tấm hình hơi cháy nhá. Bước làm đầu tiên thì chúng ta sẽ giảm highlight. Rồi, thông số để tổng cả điểm qua cái thông số chụp này. Thì ở đây mình chụp lúc 1 giờ chiều, 1 2 giờ chiều. ISO thì bây giờ mình chụp ban ngày mình cũng để tầm 100 nhé, khẩu thì để 2.8. Rồi, tốc thì mình để 250, chụp ở tiêu cự 85 mm nhé. Rồi, và bắt đầu vào làm này thì mình sẽ giảm highlight, hết highlight này. Rồi giảm hết white này. Ok, tăng một tí shutter down cho mình này. Rồi tăng contrast lên mạnh cho mình nhá, contrast khác lên một chút. Rồi, nhiệt độ K thì mình sẽ tăng lên cao. Rồi 6 ngăn đi. Rồi 6 ngăn 6 đi. Rồi, ở đây thanh ti này mình sẽ đẩy hết sang màu hồng. Ok, mạnh lên một chút. Quality đẩy lên tí. Rồi, ở đây cái vai balance này, vai balance này mình cũng sẽ tăng màu lên. Rồi, saturation cũng tăng lên một tí. Tí mình vào trừ màu cho dễ nhé. Rồi tiếp đến này, tiếp đến các bạn có thể vào masking kéo cho mình tí nét lên. Rồi, ok. Ok, khử một tí noise nếu có. Rồi, ở đây thì mình sẽ đổ màu vàng lên tiếp. Đổ vàng cứ đổ đi. Em đổ đi xong rồi tí nữa vào trong Western trừ đi cho mình. Nhìn nó rất đẹp, nhẹ nhàng, nhanh, đơn giản. Rồi, ở đây Zeno nhé. Zeno thì mình sẽ kéo về màu vàng cho mình. Ok, Gradient mình giảm xuống nhá. Mình giảm xuống. Rồi tiếp tục đến cái này là bước quan trọng này. Rồi giảm Orient đi cho mình. Orient đi. Rồi Nâu giảm xuống. Green giảm xuống cho mình. Đó, anh em có thấy nó ra cái màu chưa? Bánh cuốn chưa? Đó, tăng tí sáng ra lên này. Cái môi này, cái môi này mình để màu đỏ nhá. Đó, tăng đỏ lên cho mình. Đó, anh em thấy vẫn hơi sáng đúng không? Ở đây hơi sáng vào cái đồ thị này cho mình. Gắn một tí sáng luôn. Thấy chưa? Nhìn nó bánh cuốn hết. Rồi, ở đây thì nó hơi vàng một tí, trừ đi tí này. Rồi mình vẩy một chút nắng lên nhá, nắng giả thôi. Ok, tăng lên. Đó, bánh cuốn nha, bánh cuốn. Ok này. Ở đây đó, đó thấy không? Mình chỉ làm một tấm thôi nhá, mình xuất một tấm bây giờ làm một tấm thôi.
Rút số tiền bị bé đấy. Mồi này kéo khá nhanh và đơn giản. Anh em chỉ nắm được cái cơ bản, anh em kéo được thôi mà. Mồi mình đã lắn bóp lại một tí này. Chỉ qua lại mặt một xíu thôi. Ủa cái mùa này ngày nào cũng có họ bị chán dã man luôn. Khách chỉ thích của mì. Cái mũi này là khối hơi bị lỗi. Đấy, cái mũi này là make up khi mà make khối hơi lỗi nhá. Thì mình sẽ xử lý lại cái phần mũi này một tí nhé. Đánh lại cho nó đều lại cái vùng. Mình nhặt qua đi ạ. Đều. Rồi, ở đây thì mình vội vào này. Rồi, mình sẽ dùng giờ A mình đánh một chút đi. Một chút thôi, nào có ra thì đánh, còn không thì thôi cứ chạy mịn luôn được nhá, không sao. Rồi mình sẽ đánh một chút. Anh không muốn sọc thẳng hơn một chút nhìn là đỡ. Rồi tiếp đến mình sẽ dùng cái action mình đã tạo sẵn. Rồi anh em nào thích action này thì có thể inbox riêng cho mình vào PayGate, PayGate nhé. Thì mình sẽ tặng anh em hoặc là mình có theo bộ theo combo ấy. Rồi ở đây mình tôi đâu là sẽ mịn ra đấy đây. Action mình tạo sẵn rồi mà. Mặc cái đồ mùa đông, con kiểu mùa đông này lạnh thì con gái mặc cái đồ kiểu này trời ơi bánh cuốn dã man nhìn chỉ muốn yêu thôi. Ok rồi, lại cái môi tí này. Dạo này hơi bận nên là cũng tuần mới ra được một video cho anh em xem, anh em thông cảm nhé. Ok xinh rồi, scoop lại bố cục một tí nhá. Trời ơi thêm rồi, vẫn ai nhắn tin đâu không biết. Ok em luôn. Rồi đấy, vậy là xong cái màu cháo long rồi. Rồi nó như kiểu là một cái màu mình kéo chết một chút màu xanh để làm bật cái hoa của quả mi với cả cái chủ thể của mình lên đó. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video của mình nhá, nhớ ấn like và đăng ký kênh giúp mình để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.